cái view này giống như là cái view biển đó nè, view mà view kia mà view villa, view mà view view triệu đô đó cả nhà. Đố cả nhà biết trái này trái gì nha, đố thôi nhưng em cũng sẽ trả lời thôi. Cả nhà ai biết trái này trái gì comment xuống bên dưới cho em. Đây là một trái chanh dây, trái chanh dây nha, thường cả nhà mua về phải không, làm nước chanh dây hoặc là cả nhà sẽ làm giống như là sinh tố chanh dây hoặc là nước mát hoặc là chanh dây cả nhà làm mà pha nước ép uống. Nhưng hôm nay nha, em mua sẽ hướng dẫn cả nhà một cái món ngon về chanh dây mà về ăn hải sản nó kèm theo cái vị chua chua ngọt và mùi thơm chanh dây, ăn hải sản tuyệt vời luôn. Anh em trước giờ ăn chanh dây đã ngon mà ăn tôm đã ngon rồi, nhưng mà chưa biết công thức này thì nên dừng lại, phải học ngay công thức này cho em Quân. Đây là một cái món ngon về chanh dây làm chung với tôm nha cả nhà, hai món này kèm lại ăn lên em nói cả nhà nè, má cháy không bộ chét luôn, siêu ngon luôn nha, cực kỳ đỉnh luôn. Thì em sẽ hướng dẫn nhà vì công thức nấu tôm sốt chanh dây siêu ngon, thì mời cả nhà vào bếp cùng em. Đây chanh dây đây em sẽ xài là ba trái em lấy ruột cái như vậy cả nhà. Chanh dây đã có rồi thì không thể thiếu tôm cả nhà, tôm ở đây em Quân nha, cắt cái đầu vỏ, cắt sạch cái chân và em Quân chẻ sống lưng như vậy nha, chẻ sống lưng ra là làm gì, để lấy chỉ tôm ra. Rồi đây là những nguyên liệu cần thiết để làm món sốt chanh dây. Đầu tiên sẽ có là bột ngọt, tiếp theo mình sẽ có là tiêu, tiếp theo sẽ có là dầu hào, đây là bột bắp, nước mắm, muối iốt và cuối cùng đó là đường. Rồi để được món ăn ngon thì phải có công thức ngon, mời cả nhà vào bếp học công thức cùng em. Đầu tiên nha cả nhà ơi, mình sẽ bật chảo dầu thì là sôi nha, để chiên tôm. Rồi cả nhà ơi, mình chiên sao cho tôm nha, tôm nó giòn cả nhà, nó vừa chín tới mới giòn nha. Đây mình sẽ tắt bếp. Cả nhà nhìn cái vỏ tôm mà nó giòn khấu như vậy nè. Lý do tại sao mà em chẻ sống lưng cả nhà biết không? Chẻ sống lưng như vậy để mình lấy chỉ. Một số người sợ tanh á, em chẻ như vậy để lấy chỉ ra. Ngoài ra để hồi mình làm nước sốt á, nó sẽ thấm đều vào thịt tôm, thấm đều hòa quyện chung với nhau. Mình sẽ cho vô nửa giá nước nha, tầm khoảng nửa chén nước luôn đó. Và mình sẽ cho hết. Đây là ba trái chanh dây, gồm ba trái chanh dây. Và mình nấu cho cái nước chanh dây, cái cốt của chanh dây nó ra cả nhà. Cả nhà ơi, nấu cho nước nó sôi lên nha. Nấu mà từ cái nước màu trắng nó chuyển qua thành cái nước màu vàng là ok cả nhà. Và bây giờ mình sẽ vớt bớt hột nó ra. Bây giờ mình sẽ nêm nha. Một muỗng dầu hào, nửa muỗng nước mắm, một muỗng muối, 6 muỗng đường, 6 muỗng đường. Cả nhà mình sẽ đánh những cái gia vị nó hòa quyện vào nhau như vậy nha, là ok nha. Đây nó thấm đều vào sốt chanh dây như vậy là ok. Nhưng mà cả nhà thấy không, mình đánh cái nào nước nó không còn sệt đặt lại giống như nhà hàng được. Thì để đặt, để ngon, để thơm thì chúng ta sẽ cho bột bắp vào cả nhà. Rồi mình sẽ chuẩn bị là nửa chén nước và mình sẽ bóp ra là một muỗng bột bắp cả nhà, một muỗng nha, muỗng đầy nha. Cả nhà lưu ý là không bỏ bột bắp trực tiếp vào trong cái sốt nha, mà mình sẽ đánh với nước trước. Tại khi mà cả nhà bỏ vào trong nước nóng như vậy, cả nhà không đánh trước đó, nó sẽ lên nóng trâu nha. Sẽ đánh trước cho là tan hết trơn bột bắp. Thì bây giờ mình sẽ cho bột bắp nha. Rồi cái cả nhà ơi, mình đánh nha, vừa kẹo nó như vậy nó ok này. Rồi tôm nãy mình chiên xong mình sẽ sắp gia vị như vậy cả nhà. Mình lấy trái ăn chay nha, đổ vô đây. Và mình sẽ gối đều sốt trên chay lên tôm này. Quá xuất sắc nha cả nhà ơi, cực kỳ ngon luôn. Đó, tại sao em Quân lấy một trái chanh dây để lại, mình gót ruột để chanh dây này, mình sẽ cái này về nè. Cả nhà nhờ đâu, gần cuối năm rồi cả nhà, nhìn cái này giống cái gì nè. Giống cái gì thì comment xuống bên dưới nha, ai biết cái gì thì comment xuống bên dưới giùm em, nhìn này giống gì ta, giống cái hai gì đó, em Quân cũng không biết luôn, ai biết comment xuống bên dưới. Đây là món tôm sốt chanh dây ốc đảo. Tại sao em Quân nói là ốc đảo, thì cả nhà nhìn vô đây đi, cái view này giống như là cái view biển đó nè, view mà view kia mà view villa, view mà view view triệu đô đó cả nhà. Đây như đây là một cái hòn đảo nhỏ, ở đây là một con bướm xinh bay nè, đây có một cái dù là che, và đây là những cái món ăn như này, hành khách ở đây. Và cái chén này là để làm gì, đây ngoài nó sốt mình đã thứ cái tôm rất ngon thấm đều rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như vậy cả nhà, mình chấm vô đây. Đó, nó đẫm như vậy là thấm đều tôm hết nha. Và đối với món này cả nhà nha, cả nhà lưu ý giúp em, món này cả nhà là phải
nhai luôn vỏ nó mới ngon nha. À đúng luôn cả nhà, cái mà ngon từ thịt mà ngọt từ xương luôn nha. Ở đây là tôm nó thấm đều của sốt khi mình nướng nó rồi nha, thấm đều rồi. Ai thích ăn đậm đặc thêm thì mình sẽ chấm vào đây. Đó. Cả nhà lưu ngay công thức này lại cho em. Nếu như cái nhà mà đã biết tới chanh dây và tôm mà không biết công thức này thì coi như sống ở đời này là phí một cuộc đời nha cả nhà. Tại vì cái này là chứ còn là tuyệt phẩm nha cả nhà ơi, siêu phẩm, ngon ơi là ngon, cực kỳ ngon luôn. Đây là một công thức cực kỳ đơn giản mà dễ làm tại nhà, chỉ cần một trái chanh dây và 10 con tôm như vậy là đã thành một món ăn ngon. Tôm thì mình rửa tôm tươi, chanh dây cả nhà này rửa chanh dây tươi. Cả nhà quên đi, nếu mà trước giờ ai mà đã ăn chanh dây mà ăn những món kia hoặc ăn tôm những món kia đã ngon rồi thì cả nhà cứ để đó, làm thêm món này cho em tuyệt vời, nhất định nha. Đây ăn thử nè. Cắn vào cái vị thơm trên dây, nó kích thích cái vị giác của mình, kèm với độ ngọt của tôm, ăn vô hai cái nó hòa quyện nhau à. Vị này ăn à, chanh dây nè, khi mình đánh cái sốt như vậy nè, nó không quá chua mà nó không quá ngọt, nó thơm thơm, nó vừa, rất là vừa ăn nha, vị rất là ngon. Rồi, chúc cả nhà thành công với món tôm sốt chanh dây ốc đảo này. Công thức em Quân có để bên phía tay phải màn hình, cả nhà làm theo trang là bao gòn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.